sau nhiều lần người ta thu hoạch dưa leo rồi á, thì cái này là người ta bứt dây nha. Khi bứt dây thì nó sẽ có những cái trái to, trái nhỏ và nhỏ nhỏ như vậy nè, rất là ngon. Thì hôm nay mình sẽ dùng những cái trái này để làm dưa mắm. Ở bên đây là phần cái trái to, trái to thì phải chẻ, chẻ làm đôi, chẻ làm tư ha. Tùy theo cái bự dừa dừa gì nè, làm đôi nè, con trái bự quá nè. À, như cái này nè, phải chẻ làm tư nè. Sau khi để trong cái nhiệt độ lạnh, chẳng hạn như ngăn mát tủ lạnh đó, thì mình có thể sử dụng lâu được. Cái này sẽ được ngâm trong vòng 2 ngày. Muối này sẽ được ngâm trong vòng 2 ngày nha. Rồi mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nước cốt mắm. Nước cốt mắm thì các bạn có thể vào mua trong mấy cái hãng mắm hoặc là mình ủ mắm đó, để lấy cái phần nước cốt thôi. Dưa mắm dưa leo thì nó ngon hơn cái dưa mắm dưa gang, nhưng mà đặc biệt thì dưa gang mình có thể để lâu được, còn dưa leo thì mình chỉ để trong vòng có một tuần thôi. Và nếu để muốn để lâu thì mấy bạn giữ với nhiệt độ lạnh, như trong ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ để lâu được, nhưng cũng chỉ có lâu cỡ một tháng thôi chứ không có để nhiều được nữa. Bởi vì dưa leo nó rất là dễ bị mềm. Dưa này là dưa bứt dây nha các bạn. Người ta đã bứt dây để kết thúc vụ thu hoạch rồi, chứ không phải là mình hái mà trái nhỏ nhỏ như vậy thì nó rất là phí. Cái này là muối rồi, sau khi muối á, thì giờ mình sẽ vớt nó ra, muối ra nước và nó teo lại ha, ra rất là nhiều nước luôn. Vớt ra mình sẽ ép hả? Dằn nó lên chứ không phải ép. Dằn lên mình cho nó ráo từ từ đó. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái thau và đổ nước vào đây, dằn lên, dằn cho nó ráo từ từ, dắt bớt nước. Phán luôn. Rồi chơi chừng chút rồi xong rồi lấy ra cái nữa ấy. Khoảng 1 giờ hoặc 2 giờ. Ngon. Còn thôi ở dưới thì lót một cái rổ và ở trên thêm một cái rổ nữa rồi vớt ra để dằn luôn, dằn chồng chồng lên gì nè. Chỉ cần 1 giờ hoặc 2 giờ đồng hồ cho nó ráo nữa. Bắt đầu mới xử lý và trộn với nước cốt mắm. Mình dằn sau khi dằn 2 tiếng rồi á, bây giờ thì nó hơi nó khô rồi nè. Chuẩn bị mình sẽ đổ cái nước cốt mắm. Giờ có nước cốt mắm mình đổ vào. Nước cốt mắm cá linh khi đổ vô là phải lượt. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần nước cốt mắm này vô. Đổ phải dùng cái rổ này để lượt ha. Thôi chứ lượt bằng cái kia sẽ nó chảy không nổi luôn. Mình lượt bằng cái giải thưa nó chảy không nổi. Cái giải mùng á, còn lượt cái rổ nó có lỗ thưa nó dễ hơn ha. Mình sẽ đổ cái nước cốt mắm vô.
cái nước này là để người ta ngâm con mắm rồi nó ra nước á, nên được gọi là nước cốt. Mình ngâm nước cốt vô là từ từ mình trộn đều lên là nó thấm vô luôn ha. Nước cốt mắm này thơm quá mà rất là kẹo nữa, thơm ha, nhìn trong ngon. Mẹ mày trộn đó tiếp tục ngâm 8 tiếng đồng hồ nữa, tiếp tục sẽ được ngâm 8 giờ. Trong 8 giờ đồng hồ này sẽ chuẩn bị cái đồ để gì nữa mình trộn cho nó vừa ăn và nó ngon. Ngâm là phải ngập luôn cái này mới được ha, nó thấm. Sau 8 giờ, giờ nó thấm hoàn toàn nước cốt mắm rồi. Còn dưa leo thì mình phải làm nhanh hơn là dưa gang nha, không có để lâu được. Cho nên mình chỉ ngâm 8 giờ vớt ra, bắt đầu chuẩn bị trộn. Đây là cái phần nước cốt mắm mình mới vớt dưa leo ra nè. Sớm thì nó trong ha, bây giờ tự nhiên nó đục lại luôn. 10 ký thì mình sẽ trộn là 2 ký đường. Mình sẽ sử dụng là 100g bột ngọt. Cho tỏi và ớt và tùy thích nha. Ở nhà bạn nào có gừng nữa. Gừng và tỏi mình sắc lát nè, ớt mình cũng sắc như vậy. Bạc lá. Bào ra cho nó mỏng thì nó ngon hơn. Rồi trộn đều lên. Đã ngoài hôm miếng kìa, mệt quá. Chế thêm vào một miếng nước cốt nữa, nước cốt mắm. Trộn đều lên. Cái này mình ngâm mấy chị nào mới ăn được. 2 ngày nữa ha. 2 ngày nữa là thưởng thức. Và nếu mà muốn cho ra để lâu được thì mình sẽ đảm bảo ở trong cái nhiệt độ lạnh và có thể cho vào hũ để trong cái ngăn mát. Về phần dưa leo mình không có thể để ở ngoài mà để lâu được, nó không có giòn. Thơm ha, cho nước cốt mắm vô thơm. Để kiếm cái trái nào nhỏ nhỏ thử một trái, nhìn thấy thèm quá. Nhìn thấy cũng thèm quá, cắn giòn. Nó thấm mà nó thấm được là ngon lắm đó. Ngon không? Đúng rồi, ngon, nó giòn hết trước luôn vậy mà cái mùi mắm nó thơm á. Ngon ha. Quá ngon rồi. Mà nó thiếu cay này, chắc là nó thấm vô nó mới cay một chút ha. Chưa có cay sao chưa có thấm, chưa có ra sao cay. Ôi cái này mà ăn với cơm nguội quá ngon luôn. Ngon. Bởi vì cái dưa leo nó non quá. Quá giòn ngon. Không mắm không? Ngon quá. Rồi bây giờ thì mình chỉ chờ qua thế cho nó thấm vào là thưởng thức thôi ha.
Mình luôn chúc cho các bạn có những món ăn ngon gia đình làm tại nhà nè. Và nhà mình nó trồng món gì, thu hoạch món gì thì mình sẽ làm theo cái món đó tại nhà. Nó ngon ha. Đẹp không? Được, nhìn ngon quá à. Vô thao này thì nó phải đẹp rồi. Nhìn ghiền quá. Cái này xong rồi anh bán 1 ký nhiêu? 50 ký. 50 ngàn. 50 ngàn mà phải đợi tới mùa mới có cái loại này nha, chứ không phải lúc nào cũng có. Ồ, nó thèm nữa kìa. Miếng cái đứa nào cũng hay xin ăn. Miếng kế bên cũng thèm nữa, cắn mấy con nó giòn lắm á. Chừng đổ chén mắm nha con. Giòn ngon không? Ngon quá. Nó quay chân cho nó muốn men. Quá thèm. Mình thấy thèm quá. Quá ngon. Ngoại chỗ sao không ngon nè.